xong rồi. Em làm bài xong chưa? Ừ, em làm xong hết rồi. Hay là để em massage cho chị nhé. Thôi, thôi không cần đâu, em lên ngủ trước đi. Thôi, để em massage cho chị đi. Chị thoải mái hơn chưa? Ừ, thoải mái rồi. Ồ, công nhận nha, Tâm Anh không những học giỏi mà bữa nay còn massage giỏi nữa chứ. Hôm nay hả, em sẽ phát huy hết tay nghề của em. Thôi được rồi, mau đi lên ngủ đi cô nương. Dạ thưa quý khách, cửa tiệm chúng tôi mới mở cửa mà. Vậy thì cho tôi xin một suất massage nha cô chủ tiệm. Dạ được. Chị thoải mái hơn chứ? Ừ, cực kỳ thoải mái luôn á. Trời ơi, biết mà. Người ta đang đánh này, đi ra coi. Đánh được. Ồn quá đi. Ồn thì sao? Biết người khác. Ồn thì sao? Biết. Chậu chết rồi này. Mày biến, con này cũng biến luôn. Ơ, sao đánh con? Sao không đánh con? Chó với mèo. Đây, nhìn kìa, một hình tượng rất đẹp. Đó, thấy chị em tâm ý Tâm Anh không? Nhìn mà học hỏi đi. Nhìn kìa, nhìn học hỏi đi kìa, nhìn kìa. Mày nói gì vậy, tao bóp cổ mày bây giờ. Ơ, chị hả? Chị ơi, vô đây em nói này nè. Bạn em mới cho em cái này nè. Bạn nào vậy? À, bạn mới chuyển tới trường em á, Hiền Khô à. Cái này là sô-cô-la nha. Đây nè. Sô-cô-la hả? Chị ăn đi. Chị đánh răng rồi, chị không ăn đâu. Em ăn, ăn đi. Đi. Em mang về á, là để hai chị em mình cùng ăn chung cho vui. Chị ăn đi nè. Ừ, được rồi. Ngon chị. Ngon số 1 luôn. Yeah. Gì vậy? Ngồi xuống đây đi. Chị còn nhớ cái bạn hôm bữa cho em kẹo không chị? Bạn đó nói hôm nay sẽ tới nhà mình chơi đó. Chị nhớ làm món chuối chiên cho em nha. Em đã nói với bạn đó là chị làm món chuối chiên ngon nhất Sài Gòn luôn á. Không có được đâu, đây có phải là nhà mình đâu mà em tự tiện dẫn bạn về vậy? Nhưng mà em chỉ chơi trong phòng này thôi, sẽ không làm phiền ai đâu mà chị nha. Không có được đâu. À, hay là chị cho tiền em đi chơi với bạn nha. Thôi, em thích chơi ở nhà hơn à nha chị. Chị đã nói là không có được mà. Sau này á mình có tiền mua nhà đi, rồi em muốn dẫn bạn về cũng được. Chị lúc nào cũng nói sau này, sau này. Bộ chị không một câu nói khác nữa hả? Chị làm em xấu hổ với bạn, chị có biết là em xấu hổ với bạn lắm không? Em nói nhỏ nhỏ thôi, cả nhà nghe bây giờ á. Em còn muốn nói lớn luôn nữa. Chị đúng là cái đồ đáng ghét. Cái con nhỏ này bữa nay bị cái gì vậy? Chị còn quýnh em nữa hả? Chị đúng là cái đồ đáng ghét nhất trên đời này luôn á. Cái con bé này. Nè Tâm Anh, em phải để giày dép gọn gàng vô chứ. Giày em muốn để sao kệ em. Nè, đứng lại coi. Chuyện này hơi bị vui rồi nha. Em làm cái gì vậy hả Tâm Anh? Chị dạy em hỗn hào vậy sao? Nè Tâm Anh. Chuyện gì nữa? Em để giày lên sao để kệ em chứ. Em đừng có hét lên được không? Chị đã nói là không được hét lên rồi mà. Kệ em muốn nói sao kệ em. Em làm cái gì vậy hả? Mau đi ra ngoài dọn giày lại cho chị đi, nhanh lên. Không, đó, đi. Giỡn rồi Tâm Anh. Sao vậy trời? Có gì đâu mỏng hiểu. Gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Làm chi? Em chơi xong thì phải dọn lại cho gọn gàng đó nha. Em không dọn đó thì sao? Bè. Chẳng là coi cái đồ đáng ghét. Em làm cái gì vậy? Còn muốn chọc tức chi nữa hả? Chị mệt lắm rồi đó nha. Kệ chị chứ, chị tự dọn đi. Chẳng là coi cái đồ đáng ghét. Thiệt tình. Nè Tâm Anh, chị nằm mày làm xong bài tập mày đưa cho tao nha. Ừ, biết rồi.
đáng đời. Cái tật anh hết trẻ em nên mới bị trừng phạt đó. Xin lỗi, em hư quá đúng không chị? Em chỉ suốt ngày kiếm chuyện với chị thôi. Trong khi đó, chị bệnh. Chị mau hết bệnh đi. Em thương chị lắm đó. Chủ căn nhà này rồi đó nha. Em đã mua lại căn nhà này.